Em xin chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm xòe rất là xinh xắn, rất là trẻ trung, với chất liệu là thun thêu cao cấp. Đây, cái phần họa tiết mình làm bằng thêu nha các chị. Họa tiết thêu cao cấp và chất liệu này là thun cao cấp luôn. Thun cao cấp, chiếc đầm này ở trong mình còn một lớp lót nữa nha các chị. Một lớp lót nó mặc rất là sang trọng luôn. Màu sắc thì như các chị thấy là màu đen thì mình sẽ có phối với nửa thân bên này là màu đỏ, tạo nên tổng thể của mình rất là bắt mắt ha. Đầm mình thì mình sẽ có dây kéo phía bên hông và ở phía sau cổ thì mình cũng có một cái kéo cổ. Mẫu này rất là phù hợp cho chị nào yêu thích kín đáo một xíu. Đây, cổ rất là kín đáo luôn, mặt rất là sang trọng. Mẫu này thì các chị vừa mặc đi làm mà vừa mặc đi chơi được nha, bởi thiết kế tay dài cổ cao rất là kín đáo. Rồi em xin báo mã số. Size này thì các chị tầm khoảng từ 45 cho tới 50kg thôi mình mặc vừa ha. 45 cho tới 50kg là mặc vừa. Đủ size hả? Mẫu này em còn đủ size cho các chị ha. Mẫu này em còn đủ size cho các chị từ 45 cho tới 65kg là em còn size luôn. Mã số HN319 giá là 590.000. Em khuyến mãi còn 490.000 cho chị rồi chia sẻ cái video này về trang Facebook cá nhân của mình. Rồi chị yêu nào yêu thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giúp em. Sau đó các chị mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là các chị chỉ cần để lại số điện thoại cá nhân của mình kèm theo mã số sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị.